Alan. Xin chào tất cả mọi người, mình thân là khách của nhóm Double Wish. Yes. Và bây giờ mình ở đây, bling. Hãy đọc đi, đọc đi. Tại vì là phát âm của Kazura không giỏi á, chưa giỏi á, nên mọi người tiếp tục nhé. Là em 100 xếp 14 tiết quán Đức, phường Nam, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Là kia có đường Phan Đăng Lưu. Ở đây có quán này đó, quán Đức Cố Hà đó. Là cái này nghe nói là ngon đó, tại vì là quán này là được giới thiệu chém mình đó. Trang tên là 15 quán ăn món ngon ở Sài Gòn gần đây cho bằng tha hồ trọng á. Nên mình đến ở đây để ăn thử bánh đúc á. Mọi người biết là bánh đúc á, biết không? Là mình là lần đầu tiên nghe là món này á, bánh đúc nè. Nên không thể đoán á, bánh là bánh á, nên chắc chắn bánh á. Là đúc là cái gì á? Có bánh đúc nóng và hàng phí. Được viết trên mình ấy, là hàng phí này là rất ngon. Quán này đắng ấy. Hàng phí nè, mình hấp dẫn nè. Ok, đi thôi nha. Móc có chén vậy đó. Bài nước nóng à? Cái này bài nước nóng à, bài nước nóng. Như nhật không thích chai. À, như nhật không thích chai. Khối lười à. Đây là bánh đúc nóng này. 114. Đây cái này, hàng phí hả? Hàng phí này là từ làm ở đây hả? Nên mình nói là cái này ngon đó. Cái này là cái gì hả? Cái này bánh nào hả? Cái này là bánh đúc hả? Ê. Wow. Mình tưởng là giống như là súp nha. Ồ. Wow. Nó có như là thịt nha. Thịt. Thịt heo. Ngon. Cái này là giống như là bánh mút, bánh dài á. Bánh dài nhưng mà rất là mềm. À, sau khi ăn bánh đúc này á, là cái gì á? Bỏ ngay á. Là cái này là giống như là kem á, giống như kem. Ngon. Quên nhiều đó, quên nhiều. Bánh này, bánh này quên nhiều rồi. Quên nhiều. Cái này là gạo. 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 Cái gạo á? Gạo. Bột gạo á? Dạ. Ừ. Bột gạo khuấy lên. Khuấy lên. Thịt. Hành phi. Ngon. Ngon, hành phi là tự làm. À, dạ, tự làm. Tự làm. Tự làm đấy. Anh tự làm á. Làm như thế nè. À, bán đó. Ồ, mọi người muốn được nhé. Là đây của 40 năm. Ờ. Bà tới lấy 3 kg. Tập 3 kg. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Kêu. Em sống 1 kg á. Nhiều quá. Góc nhỏ cả. Rồi. Bên chụp ảnh là có
mochi là mochi là giống như vậy mochi giảm thành như thế này á là rất là mềm là yeah cái này có phải à không không được nữa là kỹ năng bình dùng này là xuyên nước mắm nhé bỏ nước mắm nhé vì này là vị nước mắm nên là ăn tối nhãn là từ gốc gọi à rằng và mình cho mọi người cái là món ăn này là Hàn Quốc vậy phong cách là dùng nhậu tao hưởng là thì phong cách hướng ở nhà là nhà hai miền nhập lại ngon số chậm hạ độc nhân chứ có gì tuy chậm chỉ gặp như vậy vậy nhưng chậm xem là như mặt sông càng không thể đi nàng đi rồi chậm sẽ đem đem nhớ nàng nàng đừng từ bỏ mấy ngày tươi đẹp vừa qua để sống chết cao không câu động tác nhân đi nàng cố lên đập bánh này là rất mềm đó. Có hành tây à? Có hành tây à? Hành tây là mềm không vỡ nhau nè, là ngon nè. Có hành tây thì kết cấu là không. Nội quan của ta không cần trả lời. Vươn ta đi. Ủa không? Cái này là bánh nước để cho nóng là mỗi ngày đều làm cái này mà tôi tài lộ để người thuốc nhiều thiếu rồi khoái thêm người ta đặt công ty đặt khoái thêm cái này rất thích ngon là người nước ngoài á người nước ngoài cũng sẽ thích bánh nước đây là một hai tiếng là theo kha dư là một trăm bảy điểm yeah cái này ngon là giờ mở cửa hàng này là 10:00 đến 16:30 là ở đây có giáo hàng này mọi người à kêu gọi nhé kêu gọi mọi người hãy sẽ gọi bài tập ở đây nha cần phan đăng lưu đây gà đường phan đăng lưu rồi nếu thích video này thì hãy like share subscribe nha bye bye đến thích mọi người bye bye ở đây gần 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 Phan Đăng Lưu.